Kính chào quý vị quay trở lại với hội thi Tự hào Đảng Quang Vinh trên sóng truyền hình BRT. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, quý vị và các đồng chí đã được theo dõi phần thi Báo công dân đảng vô cùng hấp dẫn và cũng lắng sâu cảm xúc của 7 đơn vị đảng bộ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị phần thi Báo công dân đảng của 7 đơn vị còn lại đến từ Đảng bộ huyện Xuyên Mộc, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, Đảng bộ huyện Long Điền, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh và Đảng bộ quân sự tỉnh. Phần thi của các đội còn lại cũng hứa hẹn không ít hấp dẫn và bất ngờ. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thể lệ phần thi thứ nhất, báo công dân đảng như sau. Mỗi đội dự thi có 5 phút đến 7 phút để giới thiệu về đơn vị của mình. Có thể dàn dựng theo sân khấu hóa, thơ, ca, múa, kịch, v.v. Tổng số điểm phần thi báo công dân đảng là 20 điểm, quá thời gian quy định, cứ mỗi phút trừ 1 điểm. Chúc các đội may mắn thành công. Phần thi báo công dân đảng của đơn vị Đảng bộ huyện Xuyên Mộc xin được phép bắt đầu. Đảng bộ huyện Xuyên Mộc đến đây là kết thúc.
kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công, tốt đẹp. Phần thi báo công dân đảng của Đảng bộ Công an tỉnh xin được phép bắt đầu. Cách đây hơn 100 năm, dân tộc ta sống đời nô lệ dưới ách thực dân, thì Bác Hồ kính yêu đã ra đi tìm đường cứu nước. Những bôn ba vất vả tha hương đã giúp người tìm ra chân lý sáng ngời và ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải phóng dân tộc Việt Nam thoát đời nô lệ. Đẩy lùi những diễn biến
tự diễn biến, tự diễn hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công an Bà Rịa Vũng Tàu luôn dương cao ngọn cờ, tự hào theo Đảng quang vinh. Vì Tổ quốc hy sinh bao tấm gương anh hùng, chiến sĩ công an Bà Rịa Vũng Tàu bảo vệ bình yên cho nhân dân, đồng đội kề vai sát cánh. Giám khảo cùng toàn thể các đội bạn về tham dự hội thi, chúng tôi, những thành viên đến từ Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Và sau đây, phần thi báo công dân đảng của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, cách đây hơn 300 năm, Vũng Tàu có tên gọi đầu tiên là Thủ Phước Thắng. Triều đình nhà Nguyễn đã xác định đây là vùng đất phên dậu che chắn cửa ngõ miền Đông Nam Bộ của đất nước và đã cử 3 đội thuyền đến đây để giữ gìn trật tự trị an, khai hoang lập ấp, tạo dựng nên 3 làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, và đây cũng là cơ sở đầu tiên để hình thành nên thành phố Vũng Tàu ngày nay. Với các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa được thiên nhiên ưu đãi, Vũng Tàu đã được xác định là thành phố du lịch đầu tiên của Việt Nam theo nghị định ngày 1 tháng 5 năm 1895 của Phó Toàn quyền Đông Dương. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Vũng Tàu đã từng bước khẳng định và vươn mình để trở thành trung tâm du lịch dịch vụ dầu khí của cả nước, luôn có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Quốc hội khóa 8 kỳ họp thứ 9 đã ra nghị quyết thành lập thành phố Vũng Tàu trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cho đến nay, thành phố Vũng Tàu đã có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 16 phường và 1 xã với dân số khoảng 500.000 người. Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 10 năm 1991, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu được thành lập. Lúc mới thành lập, Đảng bộ thành phố có 27 chi đảng bộ với hơn 1.500 đảng viên. Cho đến nay, thì Đảng bộ thành phố của chúng tôi đã có 72 đảng bộ chi bộ trực thuộc với gần 12.000 đảng viên. Kính thưa quý vị, với những thành tích đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với những đóng góp hy sinh to lớn trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và luôn năng động sáng tạo trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, ngày 22 tháng 8 năm 1998, quân và dân thành phố Vũng Tàu đã vinh dự được Chủ tịch nước
phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với những thành tựu văn hóa, kinh tế, xã hội đạt được, ngày 23 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại 1, trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã trải qua 6 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội đều đề ra những quyết sách quan trọng và đã được Đảng bộ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công, mang lại những thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực. Về công tác xây dựng Đảng không ngừng được tăng cường và được tiến hành đồng bộ trên các mặt, đưa Đảng bộ thành phố Vũng Tàu luôn vững vàng về tư tưởng, mạnh về tổ chức và cán bộ, nghiêm minh về kỷ luật và được quần chúng nhân dân tin tưởng gắn bó. Bộ máy chính quyền luôn được kiện toàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động và tinh thần phục vụ nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được củng cố và mở rộng. Tất cả đã làm nên sức mạnh để đưa thành phố Vũng Tàu vươn lên trên tầm cao mới. Trên chặng đường xây dựng và phát triển, với một vị thế mới, thành phố Vũng Tàu đã không ngừng vươn lên về mọi mặt để xứng đáng với vai trò là trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh. Gần 30 năm qua, kinh tế thành phố luôn duy trì ở mức tăng trưởng cao và ổn định. Cơ cấu kinh tế thành phố là dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông, ngư nghiệp. Trong đó, dịch vụ du lịch và dịch vụ dầu khí được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Kính thưa quý vị, tổng thu ngân sách trong những năm qua bình quân đạt 4.500 tỷ đồng. Vũng Tàu là địa phương đứng đầu trong toàn tỉnh về thu nộp ngân sách, góp phần đưa tỉnh nhà đứng vị trí thứ 3 trong toàn quốc về nộp ngân sách quốc gia. Vũng Tàu đã trở thành đô thị trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về dầu khí, du lịch, cảng biển và đặc biệt là một trong những đô thị dẫn đầu của cả nước về GDP. Kính thưa quý vị, kinh tế phát triển là nền tảng để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cũng như chăm lo phúc lợi và an sinh xã hội, đồng thời giúp thành phố Vũng Tàu tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đưa diện mạo thành phố Vũng Tàu ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp. Vững bước trên con đường xây dựng, phát triển và hội nhập, kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã để lại, cùng hướng về một tương lai mới, Đảng bộ, quân và dân thành phố Vũng Tàu cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh để xứng danh Vũng Tàu thành phố anh hùng. Vũng Tàu, Vũng Tàu, biển trời rộng bao la. Vũng Tàu, Vũng Tàu, xì dào nghe sóng hát. Hãng về Vũng Tàu, hội nhập cùng đất nước. Hãng về Vũng Tàu, về thành phố đèn dầu. Như một thiên đường bên biển xanh cát trắng. Bỏ quên chốn này thơ mộng mơ màng như một người thiếu nữ đắm say ngất ngây ta cùng tìm về đây cùng về thành phố du lịch xinh đẹp để được chìm đắm trong nhịp sóng xô để được sao hước trên đường Hà Long để được nhìn núi vươn mình chắn che qua bao nhịp phố khung nhạc êm đềm tạc vào trời đất muôn màu lá hoa rộn ràng thành phố trên đường tương lai đưa nhịp thành phố lớn cùng tháng năm. Vũng Tàu, Vũng Tàu, Vũng Tàu, Vũng Tàu ngày càng giàu càng đẹp tương lai. Là kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và chúc hội thi thành công rực rỡ.
Phần thi báo công dân đảng của đơn vị huyện Long Điền xin được phép bắt đầu. Trải qua những chặng đường dài lịch sử đấu tranh kiên cường chống giặc ngoại xâm, nhân dân huyện Long Điền luôn phát huy truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất, dũng cảm của người Việt Nam. Sau ngày miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ và nhân dân huyện Long Điền bắt tay vào việc khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại và kiên quyết xây dựng quê hương để mọi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kính thưa quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng các đội bạn thân mến, huyện Long Điền là một vùng đất trù phú với nhiều di tích lịch sử văn hóa. Huyện được chia tách từ huyện Long Đất cũ theo nghị định số 152/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ với 7 đơn vị hành chính trực thuộc. Tiếp nối các kỳ đại hội của Đảng bộ huyện Long Đất, huyện Long Điền đã trải qua 3 kỳ đại hội, hiện đang trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu tổng quát đến năm 2020 tiếp tục xây dựng huyện Long Điền phát triển theo cơ cấu kinh tế, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp. Trong thời gian qua, huyện Long Điền đã tổ chức thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và 12, không ngừng phấn đấu thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2019, có 31 tập thể và 62 cá nhân được tỉnh và huyện biểu dương khen thưởng. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Đến nay có 49 tổ chức Đảng, gồm 38 chi bộ cơ sở và 11 đảng bộ cơ sở với 145 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên là 1069 đồng chí. 58 trên 58 chi bộ khu phố ấp, 15 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong 9 tháng đầu năm 2019. Về lĩnh vực thương mại dịch vụ, với tổng doanh thu thực hiện đạt 9.106 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Dịch vụ du lịch thu hút 1.800.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có một cụm công nghiệp An Ngãi với tổng vốn đầu tư là 126,77 tỷ đồng. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt là 13.067 tấn, đạt 105,5%. Tổng sản lượng muối thu hoạch là 30.500 tấn, tăng 16,9%. Tổng sản lượng thủy hải sản là 61.115 tấn, tăng 97,1% so với cùng kỳ. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành công bước đầu với 5 trên 5 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách nhà nước đạt 889,5 trên 793 tỷ đồng, đạt 112,2% kế hoạch. Những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hệ thống điện, đường, trường, trạm đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân. Hiện nay, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 41 trên 45 trường, đạt 91,1%. Tổng số học sinh hiện nay là 26.345 em, đạt 104,5%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phổ biến rộng rãi với nhiều hoạt động sôi nổi. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phục vụ chu đáo, đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình. Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo và giữ vững. Tổ chức thành công hội trại tổng quân và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.
công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Long Điền trong những năm gần đây luôn đứng ở vị trí top đầu của cả tỉnh. Bên cạnh đó, công tập hợp phát triển đoàn viên hội viên được chú trọng thực hiện. Đến nay, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 5.874 đoàn viên, Hội Liên hiệp Thanh niên 7.034 thanh niên, Hội Nông dân 10.728 hội viên, Hội Cựu Chiến binh 1.622 hội viên, Liên đoàn Lao động 6.770 công đoàn viên và Hội Liên hiệp Phụ nữ 32.302 hội viên. Trong thời gian tới, huyện Long Điền tiếp tục việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đẩy mạnh công tác phát triển đảng, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, tiếp tục huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các nguồn lực kinh tế, xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Xây dựng huyện Long Điền phát triển bền vững, văn minh và ngày càng hiện đại. Huyện Long Điền quyết tâm thực hiện huyện nông thôn mới vào năm 2020. Những cánh đồng lúa mới, những con tàu ra khơi, những con đường thanh thang mở lối. Nắng sớm ngày mới đến, những công trình vươn lên, mãi tên gọi tha thiết Long Điền. Mãi tên gọi tha thiết Long Điền. Phần thi báo công dân đảng của đơn vị huyện Long Điền đến đây là kết thúc. Kính chúc toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Những cánh đồng lúa mới, những con tàu ra khơi, những con đường thanh thang mở lối. Nắng sớm ngày mới đến, những công trình vươn lên. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây là phần thi báo công dân đảng của đơn vị Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việt Nam khối kết đoàn bom nông và trí thức đời tuần lao thắm tình yêu trôi hình kỳ vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc nào cầm tay sát vai nhau sung vui liền lên đường tranh đấu tới hòa bình nhà máy vui rền lúa vàng ngập đầu Nam cộng sản Việt Nam vì nhân dân tiến vọng đấu tranh. Mặt đội tuyển Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, ban tổ chức, ban giám khảo, các đội về tham dự hội thi tự hào Đảng Quang Vinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tiền thân là Đảng bộ khối cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Đảng bộ khối cơ quan và Đảng bộ khối doanh nghiệp được hợp nhất trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ khối cơ quan và Đảng bộ khối doanh nghiệp gồm có 127 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 59 đảng bộ, 68 chi bộ cơ sở
với 6.428 đảng viên. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là tổ chức đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đặt dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 33 đồng chí, Ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Việc hợp nhất Đảng bộ khối cơ quan và Đảng bộ khối doanh nghiệp thành Đảng bộ khối cơ quan và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh nhằm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng với chủ trương của tỉnh ủy, với mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đó là xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan, góp phần tinh giản biên chế, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Kính thưa các đồng chí, trước khi được hợp nhất, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã trải qua 19 năm hoạt động. Thời điểm mới thành lập, Đảng bộ có 13 đảng bộ cơ sở, 41 chi bộ cơ sở trực thuộc với 1.297 đảng viên. Đến tháng 7 năm 2019, số tổ chức cơ sở đảng trong khối tăng lên 66, trong đó có 30 đảng bộ, 36 chi bộ với gần 3.500 đảng viên. Số lượng quần chúng được kết nạp vào hàng ngũ của đảng ở Đảng bộ khối cơ quan tỉnh không ngừng tăng lên, mỗi năm trung bình kết nạp được hơn 200 đảng viên mới. Trong gần 4 nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, củng cố kiện toàn và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kính thưa các đồng chí, cũng trải qua 19 năm hoạt động, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh là tổ chức đảng cấp trên cơ sở, không có chính quyền cung cấp. Các tổ chức doanh nghiệp trong khối thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh như tài chính, ngân hàng, viễn thông, xây dựng, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và cảng biển. Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh luôn tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đảng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và của cộng đồng doanh nghiệp. Kính thưa các đồng chí, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung củng cố bộ máy tổ chức được phê duyệt để hoạt động theo nhiệm vụ mới, củng cố và bổ sung nhiệm vụ mới vào tổ chức phù hợp với tình hình thực tế. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ, sức mạnh đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng, bước theo đảng thì chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Việt Nam, chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng, bước theo đảng thì chung trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Kính thưa các đồng chí, phần thi báo công dân đảng của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến đây là kết thúc. Kính chúc hội thi tự hào Đảng Quang Vinh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019 thành công tốt đẹp. Phần thi của đội thi Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập ngày 5 tháng 5 năm 1975, tiền thân là An ninh Vũ trang tỉnh Bà Rịa Long Khánh thuộc lực lượng An ninh Vũ trang miền Đông Nam Bộ. Ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trên quê hương Bà Rịa Vũng Tàu giàu truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và truyền thống đấu tranh. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng 44 năm qua,
cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Hiện nay, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh có 16 chi đảng bộ với 29 chi bộ trực thuộc, với 632 đảng viên, với 10 đơn vị cơ sở gồm Đồn Biên phòng Bình Châu. Đồn Biên phòng Phước Thuận. Đồn Biên phòng Phước Hải. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh. Đồn Biên phòng Chí Linh. Đồn Biên phòng Bến Đá. Đồn Biên phòng Long Sơn. Đồn Biên phòng Cô Đảo. Hải đội Biên phòng 2 và Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được nhiệm vụ giao quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển đảo rộng trên 100.000 km2 với hơn 300 km bờ biển đảo, quản lý 65 bến cảng và các mục tiêu địa bàn 3 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng Nai. Kính thưa quý vị, với vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn biên giới biển đảo, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt triển khai đồng bộ có hiệu quả biện pháp công tác biên phòng và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng trong tình hình mới, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ quân sự giỏi, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm đầy cam go và quyết liệt, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, cách đánh quyên quyết, bền bỉ, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập và đấu tranh hàng trăm chuyên án, vụ án về ma túy, mua bán người, khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, hải đảo và cửa khẩu cảng biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong tổ chức các hoạt động cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Kính thưa đồng chí, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo văn minh, thuận tiện, thông thoáng, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế, góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người Bà Rịa Vũng Tàu đến với bạn bè quốc tế. Khắc sâu lời Bác dạy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với quần chúng nhân dân trong khu vực biên giới. Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đã đi qua, mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn tự hào với truyền thống vẻ vang của đơn vị, với những chiến công và thành tích trong chiến đấu, công tác và xây dựng. Trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi tay súng vẫn muôn vàng miền biên cương, những đêm núi rừng hay con đảo biển yêu thương, dẫu nắng gió xa xôi sóng vẫn hát xa khơi, Vũng Tàu quê hương vang mãi câu ca yêu đời. Nơi biên giới giữa biển trời, nơi biên giới giữa biển trời.
phần thi báo ơn dân đảng của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo, các đội bạn cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công, tốt đẹp. Và sau đây, phần thi báo công dân đảng của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, ngày 9 tháng 3 năm 1946, tại khu rừng Long Tân, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, đội du kích Quang Trung, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra đời. Trải qua kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế và trong xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng lớn mạnh, bám trụ kiên cường, làm nên nhiều chiến công hiển hách. Bước từ trang sử hào hùng của miền Đông gian lao mà anh dũng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khắc ghi tên mình vào bảng vàng chiến công của dân tộc, trở thành hiện thực đẹp nhất, sinh động nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô đắp nên truyền thống 73 năm trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, gắn bó nghĩa tình, thắng lợi vẻ vang. Đến với hội thi tự hào Đảng Quang Huy ngày hôm nay là cơ hội để cho mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thể hiện niềm tin son sắc đối với Đảng, đối với Tổ quốc, với nhân dân, một lòng chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Dày nắng mưa không ngại gian khó, khúc hát quân hành dài theo năm tháng, lời thề sắc son chung hiếu kiên cường. Lực lượng vũ trang Bà Rịa Vũng Tàu, mình lệnh tiến công trong trận trong thắng, dưới bóng quân kỳ điểm tiền quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu. Hãy subscribe.
báo công dân đảng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc của hội thi chúng ta thành công, tốt đẹp. Qua hai chương trình phát sóng đầu tiên, quý vị vừa theo dõi phần thi báo công dân đảng của 14 đơn vị đảng bộ tham gia hội thi tự hào đảng quang vinh cấp tỉnh. Nắm chắc kiến thức và sáng tạo trong hình thức chuyển tải, các đội thi đã gửi đến hội thi những phần trình diễn ấn tượng và giới thiệu cô đọng nhất về lịch sử tại đảng bộ mình đang công tác, đúng như tên gọi, báo công dân đảng. Trong chương trình kỳ sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một phần thi vô cùng kịch tính và thú vị. Đó chính là phần thi dưới hình thức trắc nghiệm kiến thức mang tên Rạng ngời truyền thống đảng ta. Mời quý vị đón theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.